Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi trang cơ sở của huyện Bắc Yên phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trong trang cơ sở ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Mở đầu trang cơ sở có Hương, trưởng trạm y tế xã tâm huyết với nghề. Phần cuối của chương trình có phóng sự Bắc Yên với công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, với lòng nhiệt tình tâm huyết với nghề, hơn 16 năm qua, bác sĩ Hà Văn Biến, trưởng trạm y tế xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên, luôn hết lòng vì công việc, vì người bệnh và được lãnh đạo nhân dân địa phương yêu mến, đồng nghiệp cảm phục. Sau đây là câu chuyện về anh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau khi tốt nghiệp ra trường, tháng 1 năm 2006, anh Hà Văn Biến được nhận về công tác tại trạm y tế xã Bắc Ngà, huyện Bắc Yên. Đến tháng 7 năm 2006, anh được điều động và bổ nhiệm về làm trưởng trạm y tế xã Tà Sùa. Năm 2011, anh được cử đi học bác sĩ chuyên sâu tại trường Đại học Y Thái Bình. Đến năm 2015, tốt nghiệp ra trường. Cùng với đó, anh còn không ngừng học hỏi đồng nghiệp, tích lũy thêm kiến thức và nâng cao tay nghề để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân. Với trình độ chuyên môn và tay nghề ngày càng được nâng cao, anh đã đưa trạm y tế xã Tà Sùa trở thành một địa chỉ tin cậy trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, được nhân dân địa phương yêu quý. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, nhiều giải pháp phù hợp có tính khả thi cao đã được bác sĩ Biến và tập thể trạm y tế tham mưu và xây dựng kế hoạch thực hiện, mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra, anh còn phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội của xã tuyên truyền vận động người dân đi tiêm vaccine phòng COVID-19. Nên về cái công tác tiêm phòng thì cũng còn một số các bộ phận người dân là cũng chưa chủ động đến để mà tiêm. Khi đã được tuyên truyền vận động, chúng tôi đã triển khai tiêm vaccine đến tận bản để cho bà con nhân dân được hưởng lợi tiêm phòng COVID-19. Thì hiện giờ thì xã Tà Sùa cũng tiêm mũi 1 đạt trên 98%, còn mũi 2 thì hiện giờ đạt trên 90%. Chúng tôi đang tiếp tục để triển khai thực hiện trong chiến dịch mùa xuân vào ngày 17 tới. Hơn 16 năm công tác trong ngành y, ở cương vị nào, anh cũng luôn tận tình với công việc được giao. Để được dân quý, dân tin, anh luôn thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức trong khám chữa bệnh. Luôn luôn tâm niệm, người đứng đầu luôn phải gương mẫu chấp hành tốt các nhiệm vụ, nêu gương trong mọi công việc, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân và đội ngũ cán bộ y tế của trạm ngày càng nâng cao. Thì anh là một người là rất là nhiệt tình trong công việc ạ. Anh có thể là đến từng nhà bà con nhân dân để khám chữa bệnh, hay quan tâm đến hoàn cảnh từng nhân viên để có những cái hỗ trợ tốt nhất cho nhân viên và được anh ấy cũng đã được đi học bác sĩ nâng cao chuyên môn thì về anh ấy cũng trao dồi kiến thức để về hỗ trợ cho nhân viên để nâng cao năng lực để giúp hỗ trợ nhân viên có trình độ chuyên môn cao hơn để bà con nhân dân sẽ tin tưởng trạm y tế và đến trạm khám chữa bệnh nhiều hơn ạ. Xã Tà Sùa có địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, người dân trong xã chủ yếu làm nghề nông, vì vậy ý thức phòng bệnh còn hạn chế. Để thay đổi ý thức của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh, nhất là khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, bác sĩ Biến đã cùng với cán bộ trạm đi đến từng hộ dân để tuyên truyền vận động bà con, đồng thời hướng dẫn cụ thể về cách phòng tránh. Trạm y tế xã, nhất là anh Biến, thường xuyên đến tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho gia đình tôi. Chúng tôi còn được cấp phát thuốc uống. Tôi và gia đình rất là yên tâm. Khi ốm đau đến trạm y tế thì được bác sĩ Biến thăm khám rất tận tình. Anh Biến thì trong cái công tác tuyên truyền thì bác ấy rất là nhiệt tình. Một tuần có thể đến nhắc nhở, các hôm tay 3-4 lần, một tuần hàng ngày có thể bác đi qua. Bác cũng rất là nhắc nhở mọi người là sẽ thực hiện đúng 5K của quy định, không tập trung đông người. Ở hôm thì sẽ ngồi cách xa, không ngồi quá gần với nhau. Đối với cả cái áp dụng đấy thì là khách lưu trú họ cũng rất là hài lòng đối với mình làm, vì tại vì công tác phòng chống của mình đảm bảo yêu cầu của khách hàng, họ đến cũng rất là thoải mái.
Với vai trò lãnh đạo của mình, anh Biến còn chỉ đạo nhân viên trạm y tế xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành đoàn thể xã, mở nhiều đợt tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn, thực hiện phòng chống dịch bệnh theo mùa. Chú trọng chỉ đạo triển khai tiêm phòng cho trẻ em trong độ tuổi do Bộ Y tế quy định. Luôn hết lòng vì công việc, hơn 16 năm qua, bác sĩ Biến đã đạt được nhiều danh hiệu cao quý của ngành, của địa phương, như chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giấy khen của Sở Y tế tỉnh Sơn La, vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trạm Y tế xã Tà Xùa luôn giữ vững chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 1 2011-2020, góp phần đưa địa phương hoàn thành tiêu chí y tế về xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay. Trong thời gian vừa qua, ngành y tế huyện Bắc Yên đã vượt qua mọi khó khăn, triển khai đồng bộ và thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế và các cấp trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phóng sự sau đây sẽ đề cập tới vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Huyện Bắc Yên đa số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đời sống của nhân dân ở các xã vùng sâu và vùng cao còn nhiều khó khăn. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của huyện Bắc Yên đã ngày càng được đầu tư đồng bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ luôn được chú trọng hơn. Công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, làm cho nhân dân biết cách tiếp cận các dịch vụ y tế đã được triển khai sâu rộng. Thực hiện lương y phải như từ mẫu, tất cả vì sự hài lòng của người bệnh, ngành y tế của huyện Bắc Yên luôn coi trọng thực hiện những điều y đức, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện nghiêm văn hóa ứng xử đến từng cán bộ, y bác sĩ, vừa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về lợi ích bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, vừa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ trong công tác khám chữa bệnh. Nhưng mà đối với Tà Xùa là cái xã là tương đối gần huyện, đặc biệt là Tà Xùa là điện du lịch Tà Xùa, lượng khách du lịch rất đông. Do vậy đội ngũ cán bộ y bác sĩ của trạm Tà Xùa là cũng có trách nhiệm tinh thần, thực hiện tốt nhiệm vụ tiêm phòng COVID cũng như là khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Với Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên, hiện có 120 cán bộ y bác sĩ và nhân viên hợp đồng, với trên 250 giường bệnh. Cơ sở vật chất và trang thiết bị của bệnh viện đã được đầu tư khang trang và đầy đủ hơn. Bệnh viện Đa khoa huyện luôn nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, áp dụng khoa học kỹ thuật trong khám, điều trị và cấp cứu bệnh nhân. Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên được xếp hạng 2 tuyến huyện, từ đó công tác khám chữa bệnh trong bệnh viện luôn được nâng cao chất lượng, tạo sự hài lòng cho người bệnh. Trước hết thì để nâng cao cái ý đức cho cán bộ, viên chức và người lao động trong bệnh viện. Thứ nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, viên chức cũng như là đảng viên trong đơn vị. Từ cái việc là quán triệt những cái nội dung, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của các cơ quan cấp trên và đặc biệt là cái việc thực hiện thông tư 07 của Bộ Y tế cho đến cái việc là đổi mới về phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Song song với đó thì đơn vị thường xuyên tổ chức những cái cuộc tập huấn về giao tiếp ứng xử đối với cán bộ viên chức để từ những cái cuộc giao tiếp ứng xử đó, từ những cái tình huống trong cái cuộc tập huấn đó thì cán bộ viên chức sẽ ứng dụng vào thực tế để nâng cao về tinh thần thái độ phục vụ và hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đối với Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên, hiện có 106 cán bộ y bác sĩ làm công tác khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế xã thị trấn và làm công tác phòng chống dịch tại Trung tâm Y tế. Đến nay, đa số các trạm y tế xã thị trấn trong huyện đã được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phục vụ tốt nhất cho công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Thực hiện những điều y đức, các trạm y tế tuyến xã của huyện luôn chủ động xây dựng kế hoạch trong công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh. Mỗi cán bộ y bác sĩ luôn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ trong công tác khám chữa bệnh, nâng cao thái độ phục vụ người bệnh, đồng thời tìm hiểu phong tục tập quán ở cơ sở,
và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bệnh nhân để có những phác đồ điều trị phù hợp nhất. Bằng lòng nhiệt huyết, yêu nghề và sự đồng cảm sẻ chia với người bệnh của cán bộ y bác sĩ, nên chất lượng khám chữa bệnh luôn được nâng cao, giúp người dân yên tâm, hài lòng khi đến khám chữa bệnh tại các trạm y tế tuyến xã và bệnh viện đa khoa huyện. Cảm ơn các y bác sĩ đa khoa tỉnh huyện Bắc Yên này. Tôi đã bị bệnh tê ở hai chân. Thì cũng cảm ơn các bác sĩ đã chăm sóc tận tình. Và đến hôm nay chân tôi đã đi lại được bình thường. Và tôi rất cảm ơn các bác sĩ trong bệnh viện đa khoa huyện Bắc Yên của mình. Cùng với nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được ngành y tế của huyện Bắc Yên tham mưu thực hiện có hiệu quả, kịp thời triển khai các văn bản chỉ thị hướng dẫn của Bộ Y tế và các cấp trong công tác phòng chống dịch, thực hiện tốt công tác điều trị các ca F0 theo chỉ đạo của tỉnh và phù hợp thực tế của huyện, xây dựng kế hoạch và thực hiện chiến dịch tiêm chủng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, phối hợp với các ngành điều tra truy vết, quản lý các trường hợp từ nơi khác đến về địa phương, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19, theo dõi, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm và các trường hợp đi từ vùng dịch về, triển khai tốt công tác lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ tiếp xúc hoặc đã tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2 theo đúng quy định. Chúng tôi đã triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng kịp thời theo nghị quyết 21 của chính phủ. Đối tượng thứ nhất là người trên 18 tuổi, thì với 37.998 người thì chúng tôi đã tổ chức tiêm đến nay mũi 1 đạt là 99,3%, mũi 2 đạt 90% và mũi 3 là chúng tôi đạt 28%. Thì trong thời gian từ ngày 14 đến ngày 28 thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho ban chỉ đạo các cấp tổ chức tiêm chiến dịch mùa xuân để đạt bao phủ mũi 3, đạt 100% đối tượng được tiêm chủng trên địa bàn của huyện. Với những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch, các trạm y tế xã thị trấn trong huyện Bắc Yên cũng đã chủ động tham mưu xây dựng phương án, kịch bản, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch có thể xảy ra tại địa phương. Đối với về công tác phòng chống dịch thì trạm y tế xã cũng đã tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã ra những quyết định. Đối với những xã Hồng Ngài là cái xã đặc biệt khó khăn, công dân đi làm ăn xa ở các tỉnh về cũng rất là nhiều, nên là về công tác phòng chống dịch thì ban chỉ đạo xã cũng chỉ đạo rất sát sao về cái phòng chống dịch. Trước khi mà người dân trở về địa phương thì phải khai báo y tế, và trước khi khai báo y tế là phải test nhanh. Nên là chúng tôi cũng đã sàng lọc được những cái đối tượng F0 để chúng tôi cho ra vào khu điều trị. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cũng đã được đẩy mạnh, nhất là nâng cao nhận thức cho người dân đi tiêm phòng dịch COVID-19, thực hiện thông điệp 5K trong công tác phòng chống dịch. Từ đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của người dân trong phòng chống dịch, tất cả vì sức khỏe của cộng đồng. Sau khi tiêm 2 mũi vaccine, tôi cảm thấy rất bình thường, không thấy đau hay sốt. Hôm nay tôi đến đây để tiêm mũi 3. Được tiêm phòng vaccine sẽ chống dịch cho mình và mọi người tốt hơn. Là huyện vùng cao, trình độ dân trí không đồng đều, nhiều thành phần dân tộc thiểu số sinh sống. Để tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, gắn với triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ y bác sĩ huyện Bắc Yên tiếp tục trau dồi kinh nghiệm, quán triệt sâu sắc những điều y đức, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, tập trung triển khai có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của các cấp và Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ổn định phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại trang cơ sở ngày hôm nay của huyện Bắc Yên phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các trang cơ sở sau.